Suốt kinh Luật Ký đoạn 11. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Mô-xe rằng: Ta sẽ giáng cho Pha-ra-ôn và xứ Ai Cập một tai vạ nữa. Đoạn người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây. Khi người định tha đi thì sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đây. Vậy hãy nói cùng dân sự và dặn rằng: Mỗi người bất luận nam hay nữ phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc và bằng vàng. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mặt người Ai Cập. Mô-xe cũng là một người rất tôn trọng trong xứ Ai Cập, trước mắt quần thần của Pha-ra-ôn và trước mắt quan dân ấy. Mô-xe nói: Đức Giê-hô-va có phán như vậy, chừng giữa đêm ta sẽ ra tuần hành xứ Ai Cập. Hết thảy con trưởng nam trong xứ Ai Cập sẽ chết, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình cho đến con cả của người đòi ở sau cối, và luôn mọi con đầu lòng của súc vật nữa. Trong cả xứ Ai Cập sẽ có tiếng kêu la inh ỏi cho đến đổi chưa hề có, và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa. Nhưng trong cả dân Israel, dầu đến một con chó cũng sẽ chẳng sủa hoặc người hoặc vật, hầu cho các ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va phân biệt dân Israel cùng người Ai Cập là dường nào. Này, quần thần của bệ hạ sẽ xuống cùng tôi, sắp mình trước mặt tôi mà rằng: Ngươi và cả dân sự theo ngươi hãy đi đi, đoạn tôi sẽ đi ra. Mô-xe bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn lấy làm giận lắm. Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Mô-xe rằng: Pha-ra-ôn chẳng khứng nghe ngươi đâu, hầu cho các dấu lạ ta thêm lên trong xứ Ai Cập. Mô-xe và A-rôn bèn làm các dấu lạ trước mặt Pha-ra-ôn, nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, nên người chẳng tha dân Israel đi khỏi xứ mình.